Hả? Hàng đấy mà xấu. Vỏ đâu làm? Em đâu còn đâu? Trung lớn ra xong cho đưa sổ cho Hiền làm đi Trung lớn, muốn xin kiến đó. Kế vào 15. Nó mới điện vô rồi. Không, chỉ là tối qua không điện. Cho nó điện. Anh nói ngày nay nghỉ rồi mai nghỉ thôi. Trong xe chị. Cái bên nóng này để chị xử lý cho Lý ơi. Tất cả những người kho lạnh họ sẽ làm việc ở đây. Giao cấp. Xử lý xong cái này đã. Người đang quét thuốc đâu rồi? Thằng kem kéo riêng chứ để hồi lộn bên này Trung ơi. Trung lớn ơi, ở đây đang ổn ơi, mọi dưới đi. Ý là đứng đây cô chụp cái hình gửi cho ổng cho ổng vui. Mũ skin đang hot lắm nha mọi người. Kem cho kéo qua kia luôn nha. Dọn cái đường cho xe kem nó đẩy em ơi. Hồi sáng giờ, bây giờ em cho chạy kho dưới nha. Kho dưới đuôi đó. Dạ dạ. Hồi sáng giờ chạy kho đuôi không? Ở trong mở cửa nằm. Kho kho lên đấy. Kho đuôi á. Ờ, chạy kho đuôi đi. Nhìn dễ thương quá do nó chỉ nhìn tính sổ nghe cho đúng không chứng nghệ cô chứng nghệ nó lấy màu đây hả dạ hả chứng nghệ hả à, có nghệ thái rồi. Thăm hỏi biết anh được hầm tham phải chửi không?
Sao vậy? Chào chú Chịp. Đóng thùng hơi cơi giờ tháo ra để xử lý lại. Quá trung lớn hả? Không có tồn hả? Đội trưởng không được ngã, không được từ bỏ ý chí á. Cú lê đâu mất rồi.
thùng nó băng băng keo rồi kìa, lấp.